Thiện hiện nên biết 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại, tự tánh của 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc. Vì sao? Vì 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại tức là không, tánh không cũng là không, tánh không trong không còn bất khả đắc, huống gì trong không có tự tánh của 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng ở quá khứ vị lai hiện tại có thể đắc ư. Thiện hiện nên biết, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ vị lai hiện tại. Tự tánh của pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ vị lai hiện tại đều không. Trong không đó, pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả ở quá khứ vị lai hiện tại đều bất khả đắc.